Video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cây xạ đen, một loại cây quý và tốt cho sức khỏe của con người. Cây xạ đen là một loại cây thuốc lam mọc tự nhiên trong các khu rừng của nước ta, có giá trị to lớn về mặt y học. Do phù hợp phổ nhiễm và khí hậu nên cây xạ đen rất dễ trồng và nhân giống tại Hòa Bình. Sản phẩm xạ đen được trồng và thu hoạch phơi khô hoàn toàn tự nhiên. Qua báo đài chúng ta đã biết cây xạ đen là vị thuốc rất nổi tiếng về tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Ở đoạn video này chúng tôi sẽ giải thích thêm về nguồn gốc và sử dụng, một số tác dụng của cây xạ đen. Cây xạ đen có tác dụng điều trị những bệnh sau: 1. Tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư. 2. Là tác dụng hỗ trợ điều trị các khối u trong cơ thể. 3. Là tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, viêm gan. 4. Là tác dụng thanh nhiệt giải độc cơ thể. 5. Là tác dụng điều trị chứng mất ngủ. 6. Là tác dụng của lá xạ đen trong việc chữa bệnh mụn nhọt, lở ngứa. 7. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị huyết áp cao. 8. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm. 9. Là tác dụng trong giảm đau, tăng sức đề kháng của cơ thể. 10. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu vì sao xạ đen lại có tác dụng như vậy. 1. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư. Trong cây xạ đen có chứa một loại chất có tác dụng kháng ung thư, chống oxy hóa và có tác dụng phòng chống ung thư hiệu quả. Đó là các chất như flavonoid, spolin, triterpenoid, quinon. Flavonoid là những chất oxy hóa chậm, làm chậm quá trình oxy hóa của các gốc tự do. Những tác nhân xấu như bệnh ung thư, lão hóa, hủy tế bào. Chất flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể, làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư, các khối u ác tính. 2. Là tác dụng điều trị các khối u trong cơ thể. Do chứa các hoạt chất kháng ung thư, kháng u rất mạnh như flavonoid, spolin, triterpenoid, quinon, nên ngoài việc làm cho các tế bào ung thư hóa lỏng, dễ tiêu thì xạ đen còn có tác dụng điều trị các khối u lành, u bướu như u lang, u sơ, u bã đậu, u mỡ, bướu cổ trong cơ thể rất hiệu quả. 3. Là tác dụng điều trị bệnh xơ gan, viêm gan. Khoa học đã chứng minh cây xạ đen có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan hoặc những người mắc bệnh về gan. 4. Là tác dụng thanh nhiệt giải độc cơ thể. Cây xạ đen có một tác dụng nữa rất tốt đối với sức khỏe con người, đó là tác dụng mát gan, thanh nhiệt, đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể con người. 5. Là tác dụng điều trị chứng mất ngủ. Cây xạ đen có tác dụng an thần nên khi sử dụng sẽ cảm thấy dễ ngủ, ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. 6. Là tác dụng của lá xạ đen trong việc chữa bệnh mụn nhọt, nở ngứa. Cây xạ đen có vị tính hàn, có tác dụng hữu hiệu trong hỗ trợ điều trị mụn nhọt, lở ngứa rất hiệu quả. 7. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Những người có tiền sử bị bệnh huyết áp cao cũng có thể sử dụng xạ đen để điều hòa khí huyết, giúp huyết áp luôn ổn định. 8. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm. Bệnh viêm nhiễm lớn nhất, sử dụng cây xạ đen sẽ giúp các vết thương bị viêm mau lành. 9. Là tác dụng trong giảm đau, tăng sức đề kháng của cơ thể. Xạ đen còn có rất nhiều người sử dụng trong việc giảm đau các khớp của cơ thể và tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật cho những người tuổi già. 10. Là tác dụng trong hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ. Cây xạ đen có tác dụng giúp làm giảm máu nhiễm mỡ hoặc gan nhiễm mỡ rất hiệu quả. Với thực trạng thức ăn, đồ uống đang bị lạm dụng, các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực phẩm khiến cho số lượng người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang tăng ở mức báo động. Chính vì thế sử dụng nước sắc của cây xạ đen để uống hàng ngày sẽ rất tốt trong việc phòng ngừa ung thư, đào thải các loại chất độc trong cơ thể và tăng cường sức đề kháng của con người. Làm thế nào để phân biệt cây xạ đen thật và giả? Theo nghiên cứu ở nước ta, ngoài cây xạ đen còn có tới 3 loại cây khác, đó là xạ đỏ, xạ trắng và xạ vàng. Trong đó cây xạ vàng có đặc điểm gần giống nhất với cây xạ đen, do vậy nhiều cơ sở kinh doanh bất chính làm giả hoặc trà trộn với cây xạ đen Để phân biệt cây xạ đen thật và giả, bạn hãy lưu ý tới hai đặc điểm sau. Một là xạ đen khô. Nếu bạn mua cây xạ đen đã phơi khô thì chú ý đến lá và thân của loại cây này. Với lá, cây xạ đen khô có mùi thơm nhẹ, lá khô không bị giòn, vụn lát như cây xạ vàng. Thân cây xạ đen thật khi khô có mùi thơm, có sắc đen do nhựa chảy ra ở vân gỗ. Khi pha nước uống, cây xạ đen pha nước uống sẽ có màu nước lâu đậm, vị ngọt nhẹ, dễ uống. Còn với cây xạ vàng, khi pha nước có màu vàng nhạt, mùi ngái và không thơm như xạ đen. Báo đài nói gì về tác dụng của cây xạ đen? Nhờ tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư rất hiệu quả, đã có hàng trăm bệnh nhân mắc ung thư ác tính trên cả nước sử dụng cây xạ đen và đến nay đã cho hiệu quả tốt nhất. Có nhiều bệnh nhân vô phương cứu chữa điều trị ở bệnh viện đã trả về, thế mà sau khi dùng nước sắc của cây xạ đen một thời gian thì người lại bớt đau, ăn tốt, ngủ khỏe, dần dần hồi phục, thật là tuyệt vời. Và sau đây là các bài thuốc từ xạ đen. Một là bài thuốc dùng để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, gồm có xạ đen 40g với cây bạch hoa xà thiệt thảo 30g cộng với bán chi niên 15g, sắc với 1,5 lít nước uống trong ngày. Và hai là bài thuốc dùng điều trị bệnh về gan, viêm gan B, xạ đen 50g cộng với cà gai leo 30g, cây mật nhân 10g, sắc với 1 lít nước uống trong ngày. Ba là bài thuốc dùng hàng ngày để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật và ngăn ngừa ung thư. Xạ đen cả lá và thân 70g, sắc với 1 lít nước uống trong ngày. Gia đình chúng tôi đã nhiều năm thu hoạch và chế biến xạ đen khô. Nếu bạn thấy xạ đen tốt và bạn đang cần, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0965 0765 18 để được tư vấn và đặt mua xạ đen tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.